Không. Ờ, thế nhưng mà phong phong cách của mình có nhuộm tóc không? Không nhuộm tóc ạ. Có nhuộm. Anh mua tôi nhuộm cho. Ông thích nhuộm gì tôi nhuộm cho. Ok, tuần sau nhá. Tuần sau vừa cắt vừa nhuộm luôn. Anh mua xong em ạ. Chính là ngày đấy. Màu xanh dương luôn nhá. Bởi vì màu xanh dương là màu hợp mệnh với mình. Thực ra thì mình có mua thêm một cái này gọi là thuốc tẩy, tẩy tóc. Nó sẽ làm cho tóc về cái màu gốc, màu nguyên bản. Không phải màu nguyên bản mà là cái màu vàng vàng kiểu như thế này. Đây là màu tóc tẩy. Nhưng mà vấn đề là ấy, mình lại sợ là với cái màu thuốc tẩy như này thì khi mà nhuộm màu xanh dương này lên ý, thì nó sẽ rất là sáng. Mà sáng quá ấy, thì nhìn nó không ổn một chút nào cả. Bởi vì là mình có tuổi rồi, cho nên là mình quyết định là sẽ tạm thời để cái này lại và mình sẽ chỉ nhuộm cái màu này thôi. Đấy là cái mục tiêu mình mong muốn. Ok, đi thôi. Đang đi trên đường thì mưa các bạn ạ. Cho nên là đang phải trú ở dưới hầm. Ở nhà thì nắng chang chang, còn bước ra ngoài đường một cái là mưa to đùng như này. Thực ra ấy, nếu như các bạn chưa biết ấy, thì mình là một trong những cái thế hệ đầu tiên bị ảnh hưởng bởi làn sóng Hallyu, là làn sóng văn hóa K-pop ấy. Đấy, cho nên là khi mà nhìn các idol của mình có màu tóc nó sặc sỡ các thứ ấy thì mình rất là thích. Và nói chung là từ bé rồi, từ hồi cấp 2 rồi là mình luôn muốn là sau này một ngày nào đó mình sẽ nhuộm tóc. Và có lẽ đó chính là ngày hôm nay. Rồi, mưa quá, thôi đi thôi. Đi thôi, phòng phòng ướt hết. Hôm nay thì mình có một buổi họp và một buổi quay, và sau đó sẽ là là cái nào đấy Quân? Em là vlog à? Ôi, Jisoo. Mua thật à? Hôm nay hãy biến tôi thành Jisoo. Không, tuổi lắm. Không tin. Đấy, bây giờ anh đi nhuộm cái này. Nhuộm xong rồi nhuộm màu Jisoo. Nó sẽ ra được biết gì không? Vừa rồi rút thẻ ra nhưng quên chưa bấm dừng. Mất rồi. Mất rồi anh. Mất từ lúc bắt đầu ngồi đây. Chưa có tí màu xanh nào đúng không? Nó đang tóc anh nó chưa, nó khó, cứ từ từ. Ok, bây giờ là đợi 45 phút nhé.
màu thì nên dài rồi, tóc thì không không thể. Vì tóc mình ngắn cho nên là nó vẫn còn gần một nửa. Nói lại thế nào? Đây, tóc của anh mà nó lên được cái màu xanh. Ánh hơn được gì? Bằng một nửa cái màu này thôi. Thì thứ hai anh nói em một bữa tối, em sẽ trả anh một bữa tối. Ok. Dưới 70.000. Ủa rồi, nhuộm màu xanh thì mình tẩy chứ. Nhưng mà tẩy nó bị lên xanh quá. Nhưng mà làm sao? Bây giờ anh tẩy nó ra lên quá. Hơi tím tím. Hơi hơi rồi đúng không? Em thấy nó hơi hơi à? Nhưng mà sao lại tím? Kiểu xanh với đen là tím. Nhưng mà nhìn thấy có xanh này. Hay là do mắt mình muốn màu xanh quá? Ok, vậy là mình đã đợi khoảng 50 phút rồi, cho nó chắc. Bây giờ hãy xem thành quả nhá. Nhưng mà cái phiên bản này... Rồi, phiên bản có nhạc. Xịn hơn. Do cơ sở vật chất hơi bị thiếu thốn cho nên là... Cho nên là mình sẽ dùng tạm cái bồn này là bồn quậy đầu. Anh ra. Quán cắt tóc này lạnh quá. Không chỉnh được nhiệt độ à? Ôi nóng. Ôi nước chảy xuống xanh lè này. Hình như là bôi bao nhiêu nó chảy xuống hết. Mai mắc tẩy đây, tẩy nó lên nữa. Trước khi nhuộm thì tóc mình có màu đen và khi ra nắng nó sẽ ánh vàng vàng một chút. Và sau khi nhuộm thì tóc mình thành màu đen tuyền rồi. Đen xì. Không lên được, không lên được rồi, quay là tóc đen tuyền. Ừ, bây giờ nhuộm thành màu đen tuyền đây. Cảm ơn Đoàn nhá. Lần sau cố gắng hơn rồi. Này còn bộ cắt tóc nữa mà, không ai cắt. Ôi, tóc xanh lè luôn đấy ạ. Xanh đỏ, xanh, xanh, xanh luôn. Xanh, xanh, luôn. Xanh luôn mà. Xanh như Jisoo vậy. Xanh như Jisoo luôn. Xanh như Jisoo. Đấy. Đấy. Đẹp như Jisoo rồi. Như hai giọt nước. Như hai giọt nước. Quá đẹp. Bạn thấy không, xanh lè luôn. Giọt nước. Xanh lè mà. Giọt nước uống và giọt nước gội đầu. Có vẻ như mục tiêu ngày hôm nay thất bại. Hy vọng lần sau sẽ thành công hơn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Tháo kiểu gì đây?